Xin chào các bạn, mình tên là Jay Lê, đại diện văn phòng GDS Việt Hàn Quốc tại Virginia, Washington DC và Maryland. Công ty chúng tôi là chuyên về bên tư vấn kinh doanh và thiết lập những hệ thống nhằm giúp các chủ doanh nghiệp, đặc biệt là trong ngành nail, beauty salon và nhà hàng đạt được 3 mục đích: tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ và tăng doanh thu cho tiệm. Với 12 hệ thống và sản phẩm chủ đạo cùng với 10 năm kinh nghiệm phục vụ cộng đồng người Việt trên Hoa Kỳ, GDS cùng đội ngũ nhân viên tận tâm, chuyên nghiệp, hiệu quả, cam kết mang lại chất lượng trong từng sản phẩm dịch vụ. GDS hiện đang có mặt và phục vụ rất nhiều tiệm nail, beauty salon và nhà hàng tại tiểu bang Virginia, Maryland, Washington DC và nhiều tiểu bang lân cận. Nếu tiệm của quý anh chị đang chuẩn bị grand opening under new management hay là mới remodel và muốn cải thiện tình hình trong tiệm, xin hãy để GDS Vietcap Group DMV tư vấn trực tiếp hôm nay. Gọi ngay vào số toll free của công ty là 1-888-389-7240 hay gọi vào số toll free của Virginia Office là 1-888-678-8889. Còn bây giờ, Jay xin chào và hẹn gặp lại các bạn.